trọng kính chào quý khán giả đài truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình thời sự 247 với Đỗ Dũng. Thưa quý vị, Trung Quốc là một quốc gia có đông dân nhất thế giới, có nền kinh tế lớn thứ nhì trên thế giới và có thể trong tương lai lớn nhất thế giới. Nhưng mà trong những ngày vừa qua, có những dấu hiệu cho thấy là Trung Quốc sẽ mệt mỏi. Và đặc biệt trong năm nay, kinh tế Trung Quốc sẽ không tăng trưởng như Trung Quốc mong đợi. Lý do là Covid-19. Và cụ thể là chính sách Zero Covid Policy, tức là chính sách không chấp nhận một trường hợp nào bị Covid. Ví dụ thành phố Thượng Hải 25 triệu, chúng tôi đóng cửa 2 tuần, nội bất xuất, ngoại bất nhập, không cho ai ra vào. Đó là chính sách của Tập Cận Bình. Không ai lây chuyển được không? Nhưng mà khi làm như vậy thì nó sẽ làm hại nền kinh tế, đúng không? Tại vì mọi thứ đều đóng, mà Thượng Hải là thành phố lớn nhất của Trung Quốc đó, ảnh hưởng chứ. Thì mới đây, ông Thủ tướng Lý Khắc Cường trong một cái phát biểu, ông đã cảnh báo là nền kinh tế đang gặp nhiều thách thức rất là nghiêm túc, là kết quả của cái việc mà kiểm soát Covid-19. Và ông đưa ra cái lo ngại là Trung Quốc có thể đối đầu với cái tình trạng mà sút giảm kinh tế lớn nhất từ trước tới nay, và ngay cả có thể bị suy thoái kinh tế lần đầu tiên trong nhiều thập niên. Đó là lời cảnh cáo của ông Thủ tướng Lý Khắc Cường. Và các nhà quan sát cũng cho rằng là Trung Quốc nên suy nghĩ lại cái cách mà chống Covid-19. Bởi vì chống như vậy nó quá cứng nhắc. Và như vậy không những nó bó buộc Trung Quốc mà nó còn tạo ra những cái gọi là xung đột không cần thiết đối với môi trường bên ngoài. Họ cảnh cáo rằng ngay cả bây giờ Trung Quốc cũng cần phải tương nhượng với Mỹ trong vấn đề làm ăn buôn bán, thì may ra mới có thể thực hiện được cái tham vọng của Tập Cận Bình, đó là con đường tơ lụa, tức là nhất đới nhất lộ, đi qua nhiều quốc gia ở khắp nơi trên thế giới để mở mang kinh tế và mang cái dấu ấn của Trung Quốc ở trong đó. Quý vị cũng biết rồi, nhất đới nhất lộ đi từ Bắc Kinh qua nhiều nơi, qua các vùng châu Á, vùng Trung Á, vùng châu Phi, những chỗ nào mà có đất liền là chúng tôi đi. Thậm chí là họ còn nghĩa là muốn mở rộng xuống vùng Thái Bình Dương luôn, qua các cái đảo Thái Bình Dương. Hôm trước tôi có trình bày một bài cho quý vị đó, như trên màn hình quý vị thấy đó, ông Vương Nghị đó, ông đi gặp ngoại trưởng Fiji đó, mới đây à, đại khái là vậy. Đó là cái mà cảnh báo của Lý Khắc Cường, thủ tướng của Trung Quốc, cũng như các chuyên gia kinh tế. Không. Nhưng mà một số người lại bảo rằng là không, nên tiếp tục, phải can đảm tiếp tục cái chính sách Zero Covid Policy thì lúc đó mới tiến lên được. Nhưng mà quý vị thấy đó, cái đó là hoàn toàn sai lầm, hoàn toàn sai lầm. Chúng thấy như Mỹ đó, ban đầu đó, ngay nước Mỹ đó cũng áp dụng chính sách phong tỏa. Sau khi Covid-19 xuống rồi, tất cả các chính quyền tiểu bang và cả liên bang luôn bảo là sẽ không bao giờ đóng cửa kiểu đó nữa, không bao giờ phong tỏa như vậy nữa, phong tỏa và thất bại hoàn toàn. Hay là như Việt Nam năm ngoái, phong tỏa hoàn toàn Sài Gòn trong nhiều ngày, phong tỏa nhiều thành phố lớn ở Việt Nam. Bây giờ họ thấy đó là sai lầm, và chính ông Thủ tướng Nguyễn Minh Chính, Phạm Minh Chính đúng không, sẽ không bao giờ có cái chuyện phong tỏa vậy nữa. Mà Trung Quốc bây giờ có lẽ là quốc gia duy nhất trên thế giới vẫn áp dụng cái đó. Mặc dù bây giờ họ đã coi như mở cửa Thượng Hải rồi, dần dần. Nhưng chính sách mà Zero Covid Policy vẫn còn nguyên đó. Bởi vì đó là cái mục đích của ông Tập Cận Bình. Và ông muốn là đất nước ổn định, có nhiều cái thành tích như vậy, trước khi ông có cái đại hội đảng vào tháng 10 năm nay, có lợi thế cho ông. Đó. Và chúng ta thấy như hồi nãy tôi nói, ngay cả ông Ngoại trưởng Vương Nghị cũng đi các cái đảo ở vùng Nam Thái Bình Dương để tìm cách mở rộng con đường tơ lụa. Bởi vì đây nó là một cái, những cái yếu tố, những cái đất nước, những đối tác rất quan trọng trong cái kế hoạch phát triển kinh tế của Trung Quốc. Chúng ta biết rồi, Trung Quốc có tham vọng làm chủ, bá chủ về kinh tế toàn cầu, nhưng họ mở những cái đó ra. Mỹ giờ đang tìm cách chặn lại và làm ăn với các nước ở Đông Nam Á qua cái chương trình IPEF. Trước đây là TPP không được, bây giờ qua IPEF, đó lại khá như thế. Thì mới đây
trong một cuộc mà nói chuyện với lại lãnh đạo của các tiểu vương quốc Ả Rập cũng như Zambia, thì ông Chủ tịch Tập Cận Bình có hứa là sẽ mở rộng cái vấn đề kiểm soát COVID-19, trong đó bao gồm có cả luôn thương mại và đầu tư, qua những cái sáng kiến mà ông đưa ra trong cái lộ trình con đường tơ lụa. Thế nhưng mà chuyện đó nó không dễ. Nó không dễ. Bởi vì hiện nay với chính sách mà cô lập như vậy, thì Trung Quốc nhiều chuyên gia cho rằng rất khó để thực hiện cái kế hoạch kinh tế đó, trong khi vẫn thực hiện cái kế hoạch chống Covid. Và ngay bản thân ông Tập Cận Bình hơn 2 năm trời chưa ra khỏi Trung Quốc. Mới đây ông có qua Hồng Kông, nhưng mà Hồng Kông vẫn là Trung Quốc, chưa ra khỏi Trung Quốc. Vẫn còn dịch bệnh, vẫn còn sợ. Bởi vì ông sợ bây giờ đi ra ngoài mà dính một con, nửa con cũng chết nữa. Và tháng 10 lên tôi có thể lên làm chủ tịch lần thứ 3 rồi, mà như vậy thì căng quá, thấy không? Thành ra thì dự đoán ông ở trong Trung Quốc tới tháng 10. Nhưng mà như anh ở vậy thì anh không thể nào anh giao thoa, không thể nào anh làm việc được với các cái lãnh đạo các quốc gia khác để giải quyết một số vấn đề. Anh làm trực tuyến cũng không được nữa. Trực tuyến của người ta nghe là bí mật nữa. Phải hai người ngồi với nhau bí mật nói chuyện mới được nữa. Và các quan sát viên nói rằng đây là một lần hiếm hoi mà lãnh đạo Trung Quốc như ông Lý Khắc Cường thú nhận một cái sự thật khó nuốt ngay trước hàng ngàn giới chức. Sau cái quốc hội họp nãy quý vị thấy đó, là Trung Quốc nhiều phần sẽ rơi vào một tình trạng gọi là phát triển rất chậm. Và cái GDP có thể đạt cái mức thấp kỷ lục trong nhiều thập niên vào cái quý 2 này. Đó là theo một số người nói như thế. Bởi vì khi mà anh phong tỏa vậy thì không làm ăn, người ta ở nhà, rồi đi buôn bán này kia cũng không được. Tất cả chúng ta biết là khi mà phong tỏa ra con người ta không ra, nhà hàng không bán được, rạp hát không ai coi, ca sĩ hát thì không ai nghe, đại khái như thế. Con người ta đang hoạt động, người ta bắt ở trong nhà là coi như kinh tế đi xuống, bởi vì người ta không có xài tiền, đơn giản là vậy. Trung Quốc thì đang bị tình trạng đó. Và tình trạng hiện nay đối với ông Lý Khắc Cường, ông cho là một thời điểm cực kỳ quan trọng. Critical point. Critical point tức là gì? Sống chết ở chỗ này này, vào thời điểm này. Và ở một mức nào đó, ông cho rằng nó còn tệ hơn nữa nếu Trung Quốc không thay đổi chính sách. Mà tệ là tệ hơn cái thời kỳ trước năm 2020 khi mà Covid-19 bắt đầu xảy ra. Tôi nhớ đầu 2020 bắt đầu mới phát hiện ra. Trước đó kinh tế của Mỹ, kinh tế Trung Quốc mà ông bảo là còn tệ hơn thời trước đó luôn. Và có nhiều tin đồn, thế này thì không kiểm chứng được, tôi đọc, tôi thấy có nhiều tin đồn bảo là giữa ông Lý Khắc Cường và ông Tập Cận Bình nhiều có xung khắc trong chính sách. Ông Tập Cận Bình muốn siết để giữ cho sạch. Ông Lý Khắc Cường muốn mở bung ra. Đó là lý do tại sao mà ông phát biểu như thế. Ông bảo đây là thời điểm quan trọng. Thành ra người ta bảo đây là rất hiếm khi một lãnh đạo ngầm thừa nhận là chính sách hiện tại là sai trái. Ông không nói công khai là sai, nhưng mà rõ ràng ẩn ý trong đó ai nghe cũng hiểu. Không ai hiểu nhưng mọi người đều biết. Rồi thưa quý vị thấy đó, mặc dù cái Thượng Hải đã được dỡ bỏ, hết bị phong tỏa rồi, nhưng mà nền kinh tế vẫn còn gặp khó khăn là bởi vì sao? Cái sự tin tưởng cộng đồng thế giới đối với lãnh đạo Trung Quốc bắt đầu người ta nghi ngờ. Thôi chết. Bây giờ ví dụ tôi đầu tư vô, ông Tập Cận Bình mạnh quá, ông muốn ngừng lúc nào, muốn đóng lúc nào, ra lệnh là đóng trước, đóng nguyên thành phố Vũ Hán 10 triệu dân, Thượng Hải 25 triệu đóng luôn. Bây giờ tôi vô tôi đầu tư thành phố này, đùng cái rồi nó có gì ông bảo ra lệnh đóng rồi tôi chết. Thấy không? Người ta nghi ngờ. Cho nên đó là một cái trở ngại của Trung Quốc hiện nay. Đó là một trong những nhiều lý do có thể làm cho Trung Quốc phát triển năm nay bị chậm lại. Đấy, các nhà đầu tư họ đang lo ngại thôi, không có gì cả. Còn những cái gì nữa tôi sẽ phân tích tiếp cho quý vị sau phần quảng cáo. Xin quý vị đừng rời màn hình SCT.
Cảm ơn quý vị dưới màn hình của đài truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình Thời sự 247. Tôi đang nói về cái lời phát biểu của Thủ tướng Lý Khắc Cường của Trung Quốc mới đây. Lo ngại là kinh tế Trung Quốc sẽ giảm vì cái vấn đề gọi là chính sách không nhân nhượng với Covid-19 của ông Tập Cận Bình. Thì vừa rồi tôi đã phân tích quý vị nghe một số cái tình tiết khi mà phong tỏa như vậy, nó ảnh hưởng ra sao. Và bây giờ các nhà kinh tế, nhiều nhà kinh tế đúng hơn, họ dự đoán là năm nay cái quý 2 của Trung Quốc sẽ giảm thấp hơn quý 2 của năm ngoái. Còn quý 1 năm nay chỉ tăng có 4.8%. 4.8% đối với những nước khác là mơ ước. Mà đối với Trung Quốc là ít, Trung Quốc là trung bình họ tăng 6%. Hay có 4.8, tức là cũng tăng mà tăng không cao. Mà tăng không cao thì nó dẫn đến cái gì? Dẫn đến cái kẹt cái gì? Khi mà anh tăng không cao thì không thu thuế được nhiều, có đúng không? Anh phải sản lượng cái sản xuất là nhiều mới đóng thuế, nhà nước có tiền thuế. Thì có tiền thuế là anh mới tài trợ cho các dự án mà anh mơ ước. Ví dụ trong gia đình, quý vị đi làm, hai vợ chồng, hai đứa con đủ chi tiêu nào đó, tự nhiên dư ra bỏ con heo để dành, để ví dụ như 5 năm nữa đi Hawaii chơi, hoặc là đi về Việt Nam chơi, hoặc là đi qua bên Pháp chơi. Đó là những niềm mơ ước của Giáng sinh, có đúng không? Mà bây giờ đó, quý vị không có dư thôi, quý vị làm đủ ăn thôi, không có dư ra thì làm sao có tiền bỏ heo để mà thực hiện các ước mơ đó, đúng chưa? Thì trong trường hợp này Trung Quốc sẽ bị cái gì? Ảnh hưởng đến cái kế hoạch nhất đới nhất lộ, là con đường tơ lụa mà ông Tập Cận Bình đã vẽ ra mấy năm nay. Bây giờ tiền đâu ra để tài trợ cho các dự án đó? Trung Quốc vẽ cái đường ra nhưng mà các quốc gia nghèo họ đâu có tiền. Trung Quốc bỏ tiền đầu tư để xây dựng ở quốc gia họ, để rồi nối cái con đường đó lại, để mà Trung Quốc làm ăn, rồi các nước khác làm ăn để phát triển theo hướng của Trung Quốc. Và khi Trung Quốc bỏ tiền đầu tư, Trung Quốc sẽ có những điều kiện đi kèm, có đúng không? Mà bây giờ không có dư tiền, bởi vì GDP quý 2 này tăng có 4.8 thôi, ít quá. Anh cũng dư mà dư không nhiều, nó phải dư nhiều nó tài trợ. Đây này, cái con đường tơ lụa nó gồm có những cái gì? Trung tâm tài chính, hai cảng, đường xe lửa, nhà máy điện và các cái hệ thống đường xa khác ở những quốc gia châu Phi, châu Mỹ và cả châu Á luôn. Ví dụ họ định làm nó là từ gì? Côn Minh, Vân Nam xuống Hà Nội, Côn Minh xuống Viên Chăn của Lào, rồi Hà Nội bắt xuống Sài Gòn, Sài Gòn bắt qua Nông Bình. Đó, đại khái là như thế. Nhưng mà tiền đâu với nước là làm, anh phải tài trợ. Mà vậy không có tiền lấy gì tài trợ. Anh cũng tài trợ đi mà nó lâu. Nó lâu thì coi như anh không lấy vốn lại được. Giống như xây cái nhà mà anh làm lâu quá. Đó, đó là cái mà ông Lý Khắc Cường và nhiều chuyên gia tài chính của Trung Quốc lo ngại. Và ông Lý Khắc Cường nói rõ, ưu tiên hàng đầu của Bắc Kinh vẫn là làm sao giải quyết, đẩy mạnh cái nền kinh tế đang bị chậm lại, đồng thời thực hiện chính sách hoàn toàn không có Covid-19. Đó cũng là khó đó. Cái này giống như hồi đó của Việt Nam đó, nói đó, nghĩa là phong tỏa Covid không cho đồng thời phát triển kinh tế. Nhưng làm sao làm được? Anh phát triển kinh tế là anh chấp nhận phải mở cửa. Mở cửa chắc chắn là Covid nó sẽ tăng. Nhưng mà tăng ở mức nào? Nhưng Mỹ hay các nước khác họ chấp nhận rồi. Có, nhưng mà chúng tôi có hệ thống y tế cơ sở, chúng tôi chữa được. Còn anh đi cái đường thứ nhì là gì? Việt Nam trước đây đã từng làm, bây giờ Trung Quốc làm. Tôi bè bờ hết, không anh nào bệnh hết. Nhưng mà chẳng thằng nào đi làm hết. Mà bây giờ vừa bè bờ mà vừa phát triển kinh tế làm sao trên nước? Cái ông Lý Khắc Cường nói này, nói mơ ước một giáng sinh tôi. Nhưng trong phát biểu của ông nha, ông hoàn toàn không nhắc gì về con đường tơ lụa. Thấy chưa? Ông nói nè, ưu tiên hàng đầu Bắc Kinh là làm sao đẩy nền kinh tế chậm chạp đi lên, đồng thời giải quyết cái vấn đề, thực hiện chính sách không có Covid nào cả. Ông không nhắc tới con đường tơ lụa. Rõ ràng có vấn đề. Thấy chưa? Mà con đường tơ lụa đó là cái sự sống, là cái mơ ước, cái tham vọng của Tập Cận Bình để cho Trung Quốc làm bá chủ thế giới về mặt kinh tế. Thì Covid-19 là ghê, thiệt hại kinh khủng luôn. Nó làm nhiều nước bị chậm lại mọi vấn đề. Thấy chưa?
Rồi cái gì nữa? Trong lúc bị như vậy, Covid này, rồi bây giờ là đầu tư, bây giờ nhiều cái dự án của con đường tơ lụa là Trung Quốc không có tiền, hoặc vay tiền rất là khó. Vay tiền Trung Quốc bây giờ rất là khó, bởi bây giờ họ có nhiều, thì họ khó hơn. Bây giờ tôi nói quý vị nghe, quý vị có nhiều tiền, nhiều đến độ mà, ôi, một hai thằng năn gian không sao, thằng nào vô mượn cũng, ê, tên gì có tiền trả, rồi cho mượn. Này mai nó xù cũng không sao, tại vì nhiều tiền, nhưng mà lúc tiền mình nó ít á, thì những thằng vô mượn phải có hỏi nó kỹ, hỏi cho kỹ. À, có tiền trong nhà mày có gì không? Mà có, nếu có đồ thế chấp không? Có. Rồi, mai mày về làm cái giấy chụp mấy cái hình đồ thế chấp, tao coi tao mới cho mượn, mất thì giờ. Thế chứ? Thì bây giờ mấy cái loan này, mấy cái món nợ này của những quốc gia này mượn của Trung Quốc vào lúc này cũng lâu hơn, khó hơn, bởi vì Trung Quốc bị ít tiền hơn để đâm ra họ khó. Cái đấy đúng đúng rồi. Nếu tôi đông đủ tôi dư tiền, tôi duyệt lẹ hơn. Bây giờ tôi có tiền về duyệt nó kỹ, mà duyệt nó kỹ thì gì? Mất thời gian, mất thời gian là các cái dự án nó bị chậm lại. Đó là điều rất đơn giản, thấy không? Rồi gì nữa? Trong lúc như vậy thì xung đột với Mỹ và các nước châu Âu lại tăng cao, nhất là vì cái vụ cuộc chiến tại Ukraine. Hôm trước tôi kể quý vị rồi, ông Nga kêu ông Trung Quốc là bây giờ giúp đỡ tôi đang, Trung Quốc bảo không, tôi giúp đỡ vừa thôi ơi, mày giúp quá mà vi phạm cấm vận, nó quất tôi cái là chết. Bởi vì Trung Quốc vẫn phải nhập những hàng cao cấp của Mỹ và các nước phương Tây, rồi hệ thống ngân hàng nữa, nó quất cả là Trung Quốc mệt luôn. Đây là Trung Quốc ngần ngại ngó lơ. Như bây giờ đây là người ta bảo này, mà ngay cả cái chuyện đó cũng chưa được nữa, mày phải cải thiện cái bang giao với Mỹ. Cho đến nay Mỹ chưa có bỏ khoản thuế nào từ thời ông Donald Trump. Rồi cái gì nữa? Đây, cho quý vị coi luôn. Mới đây này, hôm thứ hai vừa rồi, đây, ngày 7 tháng 6 này, thứ ba chứ, coi như Mỹ là tiếp tục đánh thuế và điều tra, tăng thuế cái mà cái miếng mà làm gọi là năng lượng mặt trời, điện năng lượng mặt trời của Trung Quốc cho vào Mỹ. Trong khi Mỹ điều tra là Cambodia, Việt Nam, Malaysia, Thái Lan bị nghi là bốn nước này nhập đồ Trung Quốc xong rồi đổi nhãn như sửa đánh bóng như đưa vào Mỹ. Thì đó là trốn thuế, bởi vì anh đánh thuế Trung Quốc nặng hơn anh này. Thì bây giờ hôm mùng 7 vừa rồi đó là Mỹ gia hạn tiếp 2 năm cho bốn quốc gia Malaysia, Cambodia, Thái Lan, Việt Nam, họ không tăng thuế. Vẫn tăng thuế ông Trung Quốc thôi. Thấy chưa? Lại bị chơi nữa. Rõ ràng là ông Biden giúp mấy cái nước Đông Nam Á. Nhất là sau cái hội nghị thượng đỉnh Mỹ ASEAN vừa rồi vào ngày 12 và 13 tháng 5 ở tại DC. Ông Mỹ giúp mấy ông Đông Nam Á cho ông 2 năm không đánh thuế, còn Trung Quốc vẫn đánh thuế. Mà 85% cái gọi là mấy cái miếng mà gọi là thu năng lượng mặt trời ở Mỹ là từ Trung Quốc đi qua. Thấy chưa? Nghĩa là vẫn còn căng thẳng với lại Mỹ. Rồi gì nữa? Hôm trước tôi có nói quý vị là cái nhà Apple bây giờ anh thúc mấy cái anh mà hợp đồng với anh hàng làm bên Trung Quốc đưa qua Việt Nam, Ấn Độ. Và chuyến đi này của bà Wendy Sherman, Thứ trưởng Ngoại giao của Mỹ, đến Việt Nam là cũng có bàn về cái chuyện đó luôn. Làm sao Việt Nam bảo đảm được cuối trung ứng sản xuất để tôi đưa đồ Trung Quốc sang Việt Nam làm, để xuất vào Mỹ. Đấy, trong nghị trình của Bộ Ngoại giao nói rõ đây này, đi sẽ gặp những ai, gặp ông Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, sẽ có bài diễn văn tại Đại học Fulbright, rồi gặp ông Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, rồi ông Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Bộ trưởng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, để bàn với chuyện kinh tế, về bàn với những chuyện này. Thì quý vị thấy rõ ràng, thì người ta bảo bây giờ Trung Quốc đó muốn mà phát triển tiếp tục mà nhé, không những phải thay đổi chính sách Covid và phải thay đổi chính sách ngoại giao với Hoa Kỳ, mà bây giờ kẹt cái trong Trung Quốc lại đi đứng về phía ông Nga. Thấy chưa? Thấy khó lắm. Mà Trung Quốc phải cải thiện với lại Mỹ, chứ để mà cứ như thế này, đúng nọ đó, Mỹ bắn hỏa tiễn với Nam Hàn ở tại bán đảo Triều Tiên. Cuối cùng đó, cái ông Vương Nghị đó, là ông ngoại trưởng lúc trước nó nói xung đột lắm, thấy không? Nhưng mà gần đây ông đổi giọng, không chỉ trích Mỹ nữa, không chỉ trích đế quốc nữa, mà kêu gọi đoàn kết làm việc,
để bảo đảm cái nền kinh tế của Trung Quốc như thế giới nó được vững mạnh. Đây, ông nói hồi tuần trước, tôi hy vọng người dân ở khắp nơi sống ở tại Trung Quốc cũng như ở tại Mỹ sẽ không còn im lặng nữa, mà phải nói lên một cách mạnh mẽ, mang hy vọng mới cho người dân của cả hai đất nước. Ngoại trưởng Trung Quốc nói xuống giọng liền, mà cương với Mỹ là kẹt lắm. Ông Mỹ có nhiều đồ chơi, không có gì đó. Đó, ông chơi cái màn mà không tăng thuế, bốn anh nước nhỏ ASEAN, nước châu Á, Đông Nam Á vẫn tăng anh kia 2 năm. Chứ mệt chứ phải không? Mà 85% là cái bản năng thu năng lượng mặt trời của Mỹ là nhập từ Trung Quốc. Thì đó, Trung Quốc phải suy nghĩ chuyện này. Thì đó là câu chuyện đáng chú ý trong tuần gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vị ở chương trình sau.